lắp pin vào để thử sản phẩm này cho con em chúng ta chơi, mà chúng ta là lỡ không có cây vít này. Rồi các bạn, thế là chúng ta đã sửa được một con heo rồi đó các bạn. Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có một số điều lưu ý cho các bạn khi các bạn trong buôn bán đồ chơi trẻ em nè, với lại những cái dụng cụ mà mình cần thiết trong cái quá trình mà mình buôn bán đồ chơi trẻ em. Thì những dụng cụ này bắt buộc phải cần nè các bạn. Tại vì khi các bạn cũng biết á, đồ chơi trẻ em mình thì nó không thể nào mà nó chắc cú được, nó tốt đẹp được, hoàn hảo hết tất cả được. Ví dụ như các bạn mua 100 con về thì trong đó có khoảng có một con hoặc là hai con nó sẽ bị lỗi. Lỗi có nghĩa là không phải là lỗi nặng là hư động cơ hư này kia, nhưng mà lỗi là do những cái lỗi nhẹ thôi các bạn. Ví dụ như là cái lỗi mà không có lò xo trong bát. Ví dụ như con này nè, khi các bạn tháo ra thì nhiều khi bên công ty sản xuất á, họ sẽ không có những cái lò xo à, một hai nè, bên đây thiếu cái lò xo nè các bạn, thiếu lò xo nè. Thì những cái lỗi này rất là đơn giản nhẹ nhẹ, thì chúng ta phải biết cách sửa để chi để cho các bạn có được cái nguồn hàng mà cung cấp nhanh cho cái mùa Tết này. Nhiều khi cái mùa Tết này các bạn những lỗi này, những các bạn và anh chị mà ở những cái khu vực thành phố thì đơn giản rồi, thì mình chỉ chạy đến những cái cửa hàng đồ chơi của mình á, chạy đến những cửa hàng đồ chơi của mình thì mình đổi sản phẩm lại thì mình lấy mình bán thôi. Nhưng mà đối với những anh chị mà các bạn ở xa xa những cửa hàng đồ chơi trẻ em thì không thể nào đổi được, cái thời gian đổi mình nó rất là lâu các bạn. Có thể là mùa Tết này công ty vận chuyển nó nghỉ rồi thì có thể ra Tết mới đổi được. Thì những cái lỗi đơn giản này á, thì mình bắt buộc mình phải sửa, sửa đơn giản lắm. Thì thứ nhất là mình nói về những cái lỗi cái sản phẩm này, sau đó mình sẽ cung cấp những cái công cụ, những cái dụng cụ mà để sửa những cái sản phẩm này và rất cần thiết trong cái quá trình buôn bán đồ chơi cho em ha. Thì thứ nhất mình sẽ giới thiệu về những cái dụng cụ mà trong cái buôn bán đồ chơi cho em sẽ cần, sau đó mình sẽ sửa demo một con cho các bạn xem. Tại vì cái đồ chơi trẻ em của mình á, khi mình bán á, cái thời gian dài hoặc là mình trưng ra thị trường hoặc là trong quá trình mình vận chuyển á, thì bắt buộc cái quá trình vận chuyển nó sẽ va đập, rồi nó sẽ gãy, rồi nó sẽ bị sút pin, rồi những cái chấu pin, những cái mạch pin đó các bạn, những cái mạch pin á, dây điện cũng sẽ bị sứt ra. Sứt ra thì chúng ta phải sửa, những cái lỗi đơn giản thì chúng ta sẽ sửa. Thì trước nhất mình sẽ xin giới thiệu về những cái dụng cụ mà để sửa những cái sản phẩm này. Còn mình chỉ demo một sản phẩm thôi, nếu như mình sửa nhiều sản phẩm quá thì mất thời gian cho các bạn xem lắm. Tại vì sản phẩm khi chúng ta bán thời gian dài á, hoặc là khi chúng ta cung cấp ở ngoài thị trường á, khi khách hàng á, liên hệ lại với mình á, thì đổi trả thì mình cũng đồng ý đổi trả. Nhưng mà những sản phẩm khi đổi trả này mình phát hiện những lỗi nhỏ nhẹ các bạn. Lỗi nhỏ thì bên mình cũng phải tự sửa thôi. Nhưng mà nó tóm lại cái đồ chơi của mình nó không có hư gì đâu các bạn, không có hư đâu. Những cái động cơ làm ra thì nó không bao giờ nó hư. Cái đầu tiên cái dụng cụ chúng ta cần thiết á, là thứ nhất là một cái loại này nè các bạn, cái loại keo 502 nè các bạn ha. Loại keo 502, cái loại này rất cần thiết. Loại này để làm cái gì? Để khi các sản phẩm đồ chơi của chúng ta mà bị vận chuyển, trong quá trình vận chuyển mà buôn bán á, nó bị va vào nhau mà nó gãy á, ví dụ như gãy chân nè, đó mình ví dụ cho các bạn xem. Demo cho các bạn xem nè. Đó ví dụ như những con khủng long này nè các bạn, nó bị gãy cái chân nè. Thì các bạn phải dán lại, các bạn phải tháo ốc này ra, rồi các bạn phải đưa vào cái khớp của nó, cái khớp ngay khớp đó nha. Rồi các bạn chích cái keo 502 này vào thì cái sản phẩm nó sẽ dính lại các bạn. Nó dính lại tròn vẹn luôn, nó sẽ cứng lại. Cái này á, là mình chỉ nói cho các bạn xem với ba mẹ khi con em chúng ta chơi ở nhà mà bị gãy á, thì chúng ta có thể dùng cái loại này để chúng ta dán lại để tiết kiệm được cái chi phí cho gia đình chúng ta và cho các bạn nữa. Tại vì những sản phẩm nguồn đồ chơi của chúng ta á, cái vốn của mình á, khi mình bán á ngoài thị trường thì không sao các bạn, nhưng mà cái vốn lời hoặc là cái vốn động của mình toàn là nằm vào những cái món đồ chơi này không các bạn. Những cái món đồ chơi này thì chúng ta phải biết cách sửa chữa để chúng ta thu lại được cái lợi nhuận của cái vốn lời chúng ta. Nếu chúng ta không sửa chữa thì đảm bảo chúng ta sẽ không có bao giờ có cái lợi nhuận cao được, không có lợi nhuận được. Và ba mẹ cũng vậy, khi mua con em chúng ta chơi về mà lỡ con em đập gãy như thế này thì chúng ta quăng bỏ thì nó rất là lãng phí. Thì chúng ta phải rảnh thời gian bỏ ra một ít thời gian chúng ta chỉnh sửa, sửa lại, dán lại cho con em chúng ta chơi thì vẫn chơi được bình thường đó các bạn. Cái đó là điều thứ nhất, là cái dụng cụ là keo 502 nha. Cái thứ hai á là cái dụng cụ này là các bạn, là cái cây này là cái hàng, cái que hàng nha các bạn. Cái cây que hàng,
Cái cây này á, là mục đích á, là để khi những cái dụng cụ của chúng ta nè, ví dụ như dây điện nè các bạn, cái dây điện bên trong nè, có những cái dây điện này nè, nhiều khi chúng ta bán á, nó bị trục chặt nãy kia, hoặc là những cái mối hàng của những bên công ty sản xuất nó hàng á, nó không có chắc cú được. Nhiều khi công ty sản xuất thì nó sản xuất số lượng rất là nhiều, thì họ chỉ chấm tẹt cho để xuất ra. Nhưng mà một số ít thôi các bạn, số ít thôi, ví dụ như một thùng thì cũng có khoảng khoảng một hai vài con là dữ lắm rồi. Thì những cái con này thì chúng ta phải có cái cây này để chúng ta chấm. Chúng ta phải chấm cái này lại, thì chúng ta chỉ cần tháo cái sản phẩm này ra thôi. Tháo sản phẩm này ra rồi chúng ta lắp pin vào chúng ta thử. Nếu như mà nó không chạy thì chúng ta kiểm tra lại những cái mối hàng lại. Nếu như những cái mối hàng lại, những mối nào xuất thì chúng ta chấm lại thôi. Đó, chỉ vậy thôi. Rồi, đó, đi kèm theo cái này là phải có cái dụng cụ này nha các bạn. Các bạn phải mua dụng cụ này. Cái này là cái chì hàng này các bạn. Các bạn mua một cuồng này để về để dành mà dự trữ mà để hàng nha. Nếu như các bạn bán gì đồ chơi dùng pin hoặc là đồ chơi hộp dùng pin nha các bạn. Rồi, cái tiếp theo nữa các bạn, cái tiếp theo mà mình muốn nói là cái dụng cụ nó rất là quan trọng trong cái việc buôn bán của mình luôn nè. Đó là cái gì các bạn? Đó là cái cây này nè các bạn. Nhiều khi lúc trước mình buôn bán mình cứ nói cây này là một cái vũ khí rất là quan trọng các bạn. Nó là dụng cụ rất là quan trọng. Nếu không có cái này nhiều khi chúng ta không bán được hàng luôn. Các bạn biết tại sao nó rất quan trọng không? Cái này gọi là cái gì? Cái vít các bạn. Cái vít ba ke á. Cái vít ba ke, cái đầu nó ba ke bốn cạnh nè. Cái đầu nó bốn cạnh nè các bạn. Đó. Để làm chi các bạn? Để các bạn tháo ốc ra. Tháo ốc ra để mình sửa những cái con này. Đó. Còn khi chúng ta đi bán á. Chúng ta đi bán ví dụ như những cái đồ chơi dùng pin. Những cái đồ chơi dùng pin mà ví dụ như ở dưới đất pin này nè các bạn. Ở dưới này nó có một ốc nè. Con ốc nó vặn như ốc ba ke nó vặn cái này các bạn. Thì các bạn phải có cái vít này vặn ra. Nếu chúng ta không có vít này chúng ta không thể nào mà vặn ra được cái sản phẩm mà để lắp pin vào cái sản phẩm này được các bạn. Các bạn cực lắm. Đây, còn sâu hơn nữa. Những cái sản phẩm này, ví dụ những xe điều khiển lớn nè các bạn. Đây mình để xa cho remote cho các bạn xem nè. Đó. Những cái xe lớn tiền nè các bạn, những cái xe mà có giá trị cao pin sạc nè. Xe điều khiển pin sạc này các bạn, cái giá trị tiền nó rất là cao, có thể là vài trăm ngàn. Thì khi khách hàng mua, ba mẹ mua cho con em chúng ta chơi, mà chúng ta lắp pin vào để thử sản phẩm này cho con em chúng ta chơi, mà chúng ta lỡ không có cây vít này, hoặc là chúng ta bỏ quên cây vít này ở nhà, thì cái sản phẩm này chúng ta sẽ không bao giờ bán được. Tại vì khi chúng ta chạy đi mua cây vít thì nó mất thời gian, thì ba mẹ làm sao, khách hàng làm sao có thời gian rảnh mà để đứng đó chờ các bạn được. Nhiều khi cái sản phẩm của chúng ta ba mẹ đồng ý mua rồi đó, thì ba mẹ chỉ cần kêu lắp pin thử thôi. Cái sản phẩm có thì vài trăm ngàn, 400-500 ngàn một cái sản phẩm đó, mà chúng ta lại quên cái vít này. Mình gặp rất là nhiều trường hợp. Tại vì lúc trước mình bán á thì gặp rất là nhiều trường hợp. Có anh kia ảnh đang bán hàng các bạn, đang bán hàng mà cái sản phẩm này khách hàng lại mua cái sản phẩm như thế này nè, nó tầm khoảng cỡ 500 ngàn 400-500 ngàn á, nhưng mà bỏ quên cái vít này ở nhà, mà trong khi đó là không có chuẩn bị cái vít này luôn. Bắt đầu chạy đi mượn các bạn. Chạy đi mượn mà trong khi đó cái cận Tết á thì ai cũng lu bu hết á, thì làm sao khi người ta có tôi cũng không cho mình mượn được nữa. Tại vì giờ cho mình mượn mà khách hàng của mình á, loại mua của mình rồi cái vít đâu mình vặn ra. Đó thì mình bắt buộc mình phải mua cái vít này để mình thủ. Mua khoảng hai, khi các bạn bán như đồ chơi dùng pin, đồ chơi hộp pin á, thì các bạn tranh thủ với mình để cho mình mua cho mình 2-3 cây gì đó. Một cây để trong bục pin nè, một cây để trong cốp xe, rồi một cây các bạn để đâu đó thuận tiện đó. Nhiều khi mình bỏ quên cái này thì mình còn cái kia để mình bán. Cái này nó rất quan trọng. Đó các bạn. Thì mình lưu ý vậy thôi. Rồi. Bây giờ mình giới thiệu xong rồi, bây giờ mình sẽ demo nè. Mình sẽ sửa là một con cho các bạn xem nha. Một con thôi. Đây ví dụ như con heo này mình lắp vô nè các bạn. Còn nhiều, sửa nhiều thì không, tại cái sản phẩm mình demo cho các bạn xem thôi. Đó, khi các bạn lắp pin này vào mà bật công tắc này lên nè. Bật công tắc lên nè. Mà chúng ta vặn pin kiểu này mà pin nó ăn rồi mà sản phẩm nó không lên là chúng ta liên tưởng là nó sẽ hư các bạn. Các bạn coi cái chân lại coi. Các bạn kiểm tra cái chân nó có bị gãy, bị dướng gì không? Đó, chắc là bị động cơ các bạn. Một là cái motor nó bị gích, hai là công tắc như thế nào hoặc là dây điện. Thì chúng ta phải tháo ra chúng ta xem. Ta phải tháo chúng ta xem các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái sản phẩm này ra cho các bạn xem nha. Mình sẽ tháo, mình demo cho các bạn xem một cái sản phẩm này.
sản phẩm đồ chơi của mình thì không bao giờ nó hư đâu các bạn. Nhưng quan trọng mình bán, mình biết cách sửa chữa nè. Cái sản phẩm này thì sửa nó cũng đơn giản thôi, nó không có gì mà khó khăn. Nó đâu phải như linh kiện điện tử như laptop hay là điện thoại, smartphone mà khó khăn gì đâu. Nó chỉ là những cái mạch đơn giản rồi cũng những dây điện đơn giản thôi. Thì các bạn chỉ cần tháo ra, các bạn kiểm tra lại bên trong, coi thứ nhất là có cái động, cái gì dùng pin này, nó có cái motor nó hoạt động nè đó, rồi công tắc nè, dây điện nè, chúng ta kiểm tra thôi những cái đó coi có cái nào hoạt động không. Ví dụ chúng ta bán số lượng ít nhỏ lẻ thì chúng bắt buộc chúng ta phải tháo, chúng ta sửa rồi để làm chi, để khi sửa được sản phẩm, chúng ta bán được sản phẩm thì chúng ta sẽ có được cái vốn lại. Khi cái vốn lại có thì chúng ta sẽ lấy được hàng khác chúng ta bán, cái đó là cái quy luật rồi. Còn như những anh chị mà những cửa hàng, những cái đại lý lớn á, thì họ có một cái khâu riêng, họ sẽ mướn một người để sửa riêng các bạn đó. Họ mướn một người làm kỹ thuật riêng để sửa những cái sản phẩm này nè. Những sản phẩm nào khách hàng mà hư đổi trả thì họ sẽ đem vào cái anh đó đó, rồi anh nó sẽ sửa. Nếu như mà sửa cho các bạn trước, nếu như mà sửa cảm thấy không được á, này sao các bạn sửa không được á thì mới thay cái sản phẩm mới cho các bạn thôi, chứ bình thường á thì họ cũng không bao giờ họ thay sản phẩm mới cho các bạn đâu đó. Đây các bạn thấy không, đó mình vừa tháo ra là mình thấy rằng cái này dây đứt này các bạn, đứt dây điện nè, các bạn thấy chưa đó. Thì do nguyên nhân nó không chạy lại cho đứt cái dây điện này nè, thì chúng ta chỉ cần nối cái dây điện này thôi, chúng ta kiểm tra cái dây điện này lại, kiểm tra dây điện các bạn nè. Cái dây điện này mình kiểm tra để mình coi cái dây điện đứt ở đâu đây nè. Một để mình coi nè, thứ nhất là mình coi nè, cái thằng này nó không đứt rồi đúng không, không đứt rồi thì cái thằng này nó đứt mạch nào đây. Bây giờ nếu biết chắc cú nó đứt, để mình coi kỹ coi, coi kỹ đứt cái mạch nào đây ta. Giờ mình không, giờ phải tìm một cái chỗ đứt của nó mới được. Cái thằng này vô là cộng rồi, mình biết rồi các bạn. Đây các bạn kiểm tra nè, cái dấu nè, các bạn nhìn sơ sơ là bạn có thể thấy nè, cái cộng dây màu đỏ là nó sẽ vào cái nguồn dây cộng nè, còn cộng dây màu xanh là dây trừ, là đứt dây trừ nè các bạn đó. Nó đứt cái dây trừ nè, mình cho các bạn xem nè, nè anh này có dấu cộng và nó dấu trừ nè. Còn cái cách đơn giản hơn nữa, nếu các bạn không tìm ra được cái dấu đó thì các bạn lắp pin vào nha, các bạn lắp pin vào, lắp pin sản phẩm vào đó. Xong rồi các bạn bật công tắc này lên đi, các bạn bật công tắc này lên. Đó, các bạn bật công tắc lên nha. Rồi các bạn chấp chích giờ thằng dây chì thử cho nó lên, nó chạy không. Công tắc này có thể là mình bật xuống lộn rồi. Đây mình để xuống đây cho dễ nè. Kỳ ta. Pin nó có ăn không? Lấy cái này ra không coi. Tại sao nó không hoạt động như má? Nó không chạy các bạn, bây giờ mình kiểm tra coi. Bây giờ mình kiểm tra cái motor này còn quay được mà các bạn. Motor này nó đâu gích đâu. Thì bây giờ chúng ta chấm vô trước đi. Các bạn đợi xíu. Rồi, bây giờ chúng ta chấm cái trước đi các bạn. Chấm cái đi rồi chúng ta tính sao. Chúng ta đã phát hiện được cái mối của nó bị hư rồi, chúng ta chấm lại đi.
chấm này sức kia ra các bạn. Rồi, dính lên các bạn. Dính nè. Bây giờ chúng ta kiểm tra tiếp coi. À, chắc có lẽ là bị nguyên nhân này rồi các bạn ơi. Xin lỗi các bạn nha, thì ra là phát hiện nguyên nhân nó rồi. Không phải là cái máu này các bạn ơi, không phải là cái chấu này, mà nó nằm ở cái chấu này nè các bạn, nó xích ngay cái chấu pin này nè. Các bạn thấy không, cái chấu pin này nè, chứ không phải là cái chấu này. Ôi ơi, mình chấm vô đây mình chấm lộn rồi. Mình phải tháo ra nha các bạn. Là mất thời gian nha các bạn quá. Sức này ra nữa rồi, mà đứt hết luôn á các bạn. Rồi mình thử cái này là chắc cứu là nó sẽ chạy nè các bạn. Đó, con dây này là nó nằm ở đây nè các bạn. Đó, thấy chưa, nó hồn nè. Đó, nó quay đi chạy đi các bạn, thấy không. Nó chỉ xích cái mối đơn giản thôi mà mình không xác định được cái mối này là mình mất thời gian lắm. Nè các bạn nhìn kỹ nè. Đó, cái mối này mình tháo ra nó sẽ biết được con dây này nè. Dây này chúng ta chấm vô đây nè. Đó, xích cái chấu pin thôi. Thì giờ chúng ta tiến hành chấm cái chấu pin lại. Tắt không tắt đi các bạn, để nó chạy. Chúng ta đã phát hiện được cái bệnh đó rồi. Này chúng ta chấm vô nè. Rồi dính lên nha các bạn. Rồi giờ mình thử lại coi nè, thử lại trước khi mình lắp vào nè. Đó. Nó thấy các bạn. Chạy nha, ok nha các bạn nha. Rồi mình tắt nè, bây giờ mình tiến hành mình lắp vào. Đó các bạn, cái sản phẩm đồ chơi của mình á, mình tháo ra mình tìm tòi xíu là mình sẽ ra được rồi các bạn. Nó không có gì khó cả. Nó không phải là những cái linh kiện điện tử hay là những cái này cái kia nó khó, nhưng mà nó rất đơn giản các bạn. Nó chỉ xức dài cái chấu này ra thôi. Rồi chúng ta tiến hành lắp lại nha các bạn. Ta bấm tắt thử nó lên chưa. Rồi, ok nha các bạn nha. Rồi, mình tiến hành lắp pin vào. Rồi các bạn, chúng ta tiến hành dàn ốc vào nhé.
Rồi các bạn, thế là chúng ta đã sửa được một con heo rồi đó các bạn. Chúng ta phải dành thời gian căng các bạn. Đây, các bạn thấy không? Các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Những cái con còn lại thì các bạn cũng phải tự tháo ra và xem lại, tháo ra rồi kiểm tra lại cho mình, tháo ra kiểm tra nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.